cho em ít nhé. Em ấy hiện tại bây giờ bán ở vườn là 3 năm đấy mọi người. Con đứng đây nhé. Bắt tay. Bắt tay bác. Bắt tay. Thế thì em cắt đây nhé. Thì em cắt đi. Này, cho em này. Nhiều 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 n
Đây mẹ bị em này, mẹ bị em này. Mẹ bị em nhá. Ôi ơ. Đó, con đứng đây nhá. Con hái đi. Con hái một mẹ. Đi. Đứng đây nha. Hái cho mẹ đi. Em hái cho mẹ đi. Yeah.
Trời ơi. Con đưa trông cho mẹ nha. Mẹ đi. Kẹo con này làm vậy. Con 17 cân anh lấy hai mẹ con 400. Thank you.
chanh như này. Chanh bà ơi, 35.000 một con bà. Gần 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 một lạng luôn cho đi. Cua để về hà chó thì ba lăm
không? Ai dạy em mà. Bye bye em bé nhá. Bye bye chưa? Bye bye. Bye nhá. Không đổ được xăng này, sao hết xăng xe rồi. Dạ, anh cho em hỏi đi anh. Anh có thấy ở trong khu đồi kia có hai mẹ con ở đây. Anh thấy dạo này có thấy mẹ con không biết ở nhà đấy anh nhỉ? Mình cũng không biết. Tại vì hôm trước tôi tối thấy hai mẹ con nó mang đồ qua đây. Đi theo đường này, không biết là đi đâu. Lúc ấy cái đây dùng mấy hôm đây? Tầm khoảng 2 hôm gì đấy. Lúc sáng hay chiều anh nhỉ? Tầm khoảng chiều của tối chiều. Nên từ hôm đấy anh có thấy mẹ con có đi quay lại hay không nữa. Lúc đấy mình làm trên này mình cũng không để ý lắm. Cũng mải làm. Vâng vâng. Em cảm ơn anh nhé. Có gì không ạ? Vâng vâng.
sữa. Nhớ là mẹ uống sữa. Mẹ lấy sữa cậu uống nhé. Uống đi. Ngồi đây nhá, phải làm việc nhá.
Ôi bà, cho y bà làm. Con này đây mẹ đi nó mâm mâm nha. Come on, yeah.